Go, let's go.
đang like mà đâu tình được. Đưa máy đây bấm chụp chứ đang like. Tối quá. Đây hơi tối. Tối thôi ạ. Dâu mắc cỡ nữa kìa. Em bé mắc cỡ nữa. Giật đi mình cười lên, cười lên. Rồi nha. Đâu quá trời luôn. Rồi ha. Chỗ thấy em không chị ơi. Ủa rồi ai chụp máy? Đây con đang chụp nè. Bé Mai chụp nha. Em Thỏ ơi. Thỏ. Nè con kim ngon nè. Đây con kim ngon có vô chụp ôm nhanh lên nè. Để cho em nó về. Nè mở cửa xe, có chừng tiếng tay nha. Rồi nè, có chụp không? Mấy em xuống đi. Cho mấy bạn chụp cái đi. Cô ơi. Cho mấy bạn chụp cái đi cô. Nãy giờ con chụp mấy lần rồi. Con chụp cho cô mấy lần rồi. Để rõ ra em nè. Em đưa máy đây. Rồi con ơi nhìn lên cho chụp cho ông nè. Rồi cho cô giáo chụp cái nè mấy chị ơi. Cho cô giáo chụp cái nè. 1, 2. Dạ rồi con cảm ơn hả. Rồi nè. Cho mấy em xin duyên được đó. Rồi nè, 1, 2, 3. Rồi đi. Rồi cho mấy em xin duyên được đó. Chị ơi, nhớ lên đi. Mấy em xin duyên chụp cái này. Chụp cái này, chụp cái khác. 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 Rồi. Nhanh nè, nhanh nè. Từ từ. Cô dắt cô nếu mà con xíu cô. 1, 2. Dạ rồi xong. Rồi. Mọi người 17 nha. Rồi nhanh lên nè. Phúc. Để từ từ chụp với mấy cô đi xa xôi. Tới rồi có 17 có cô lên thì. Nhưng mà mấy con có cô đi. Cô nào nhanh lên. Cô đi xa xôi mấy cô để cứ chụp đi mọi người đi xa xôi mà. Từ quê lên không á. Mới vô. Cho nó về đi. Bye bye. Hẹn 17 gặp.
tiên hả? Dạ chào chú. Mấy cô thì cẩn thận nha. Ngày 17 còn mấy ngày nữa ta? 2 ngày nữa. Lần đầu tiên luôn á là mai gặp nữa không? Không. Bây giờ chụp cái tượng được, chụp cái dương bút đi. Chụp cái dương bút. Giờ bỏ cái bút lại đi. Thành phố ơi, bỏ lại, bỏ lại tiền. Hai ngày nữa gặp. Cô chạy rồi, cô bỏ bà ngoại mất tiêu luôn rồi đó. Bây giờ bà ngoại đâu cô không biết luôn. Hiện tại là 2.500. Bây giờ mẹ chỉ đâu chỉ biết. Hiện tại là 2.500 người đang chờ đại học đây. Giữa trường đại học này. Út Cường nha. Phúc ơi chạy đi Phúc. Em đứng đây là tôi chị nó. Sao nghe Cường ơi. Bye bye. Bye bye. Rồi sáng xưa. Hẹn Nam Anh nha. Bye Cường nha. Bye. Cô sao không thấy ai nói gì? Vậy tại sao mẹ hát á? Cái loa không nghe gì. Bắn tiền. Bye bye cô. Bye bye cô. Dạ con chào cả nhà nha. Dạ tắt ha. Dạ. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. À quên. Cả nhà đừng quên 17 tháng 12 này nha. Nhớ tới phòng trà Bến Thành. Dạ không. Hôm trước con có comment ở trên bay là 16 là con ghi lộn. Bên trường đổi lại ngày 15 mà con quên. Mai con hát ở trường đại học Hoa Sen mấy bài hả con? Dạ mai con không có hát ở đại học Hoa Sen cô ơi. Dạ, bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà ngày 17 tháng 12 nha. Bye bye. Hôm nay về hát ít quá. Dạ, tại trường kêu hát có 2 bài. Dạ, bye bye cả nhà. Tắt đâu vậy?